Và kính thưa toàn thể tất cả quý vị quan khách, giờ đây nghi thức mừng tiệc lễ vu quy của cô dâu Hồng Nhung và chú rể Cát Tường được diễn ra tại Tư Gia. Xin phép được bắt đầu. Xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị quan khách, chúng ta đã cùng có mặt tại đây để tham dự buổi tiệc vu quy của cô dâu Hồng Nhung và chú rể Cát Tường. Lời nói đầu tiên, Minh Tú xin được phép thay mặt cho gia đình cũng như nhạc sống Thiện Khiêm gửi đến tất cả quý vị quan khách đang có mặt tại đây lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị thân mến, tình yêu luôn là một điều kỳ diệu trong cuộc sống mỗi con người của chúng ta. Tình yêu gắn kết hai trái tim hòa chung một nhịp đập, gắn kết hai tâm hồn hòa chung một ý hướng. Và ngày hôm nay toàn thể tất cả quý vị chúng ta đang có mặt tại đây để cùng dành những lời chúc tốt đẹp nhất dành đến cho cô dâu Hồng Nhung và chú rể Cát Tường. Xin được phép thay mặt cho gia đình gửi lời cảm ơn tất cả quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi đến đây để tham dự buổi tiệc vui này. Và chính sự hiện diện của tất cả quý vị quan khách nơi đây cũng đã phần nào nói lên những tình cảm yêu thương mà quý vị cùng dành cho gia đình của chúng tôi. Trong quá trình tiếp đón, nếu có điều gì sơ suất, rất mong toàn thể tất cả quý vị vì tình thương mến mà bỏ qua cho. Và một lần nữa cũng để thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất dành đến cho cô dâu Hồng Nhung và chú rể Cát Tường, xin được mời toàn thể tất cả quý vị chúng ta hãy rót thật đầy ly và nâng cao lên thay cho những lời chúc mừng tốt đẹp nhất dành đến cho chú rể và cô dâu nha. Xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng nâng ly. 1, 2, 3. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và trong buổi lễ ngày hôm nay thì cũng xin được mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đăng ký những bài hát yêu thích nhất của mình với ban tổ chức để cùng dành tặng đến cô dâu Hồng Nhung, chú rể Cát Tường và tất cả người thân đang có mặt tại đây. Xin được trân trọng kính mời.